Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đến với nội dung giải đố với mục tiêu là 100 câu trên chess.com của TungJohn. Như các bạn có thể thấy thì kỷ lục lần trước của mình là 35 câu. Hôm nay quyết đạt 100 câu, không thì cũng phải đạt được 53 câu. Ok, như vậy là mặc dù Bang Bang tiến đến 43 câu và không bị sai câu nào, nhưng mà mình lại bị sai liên tiếp ở 3 câu tiếp theo và đành dừng bước ở 43 câu. Bây giờ thử xem đáp án của các câu bị sai xem nào. Câu 45 này. À, nó đi như thế này. Câu 46 này. À, câu 46 này là lấy ví dụ từ một ván cờ thực tế luôn. Như vậy là hôm nay đạt kỷ lục mới 43 câu. Sắp được mục tiêu là 100 câu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.